Chào mừng các bạn trở lại với kênh Lơ Máy Bay nhé. Trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái phụ kiện rất là hữu ích cho Flycam, tự làm tại nhà nhé. Hút che nắng dành cho Flycam, hay nó còn gọi là cái sun hood ấy. Thì nhiệm vụ chính của cái hút che nắng này ấy, nó chính là một cái phụ kiện để ngăn chặn các cái nguồn nắng, nguồn ánh sáng không mong muốn nó phản chiếu vào màn hình điện thoại. Khi chúng ta bay nó sẽ làm màn hình điện thoại nó trở nên bóng, rất là khó nhìn. Và cái chất lượng hình ảnh nó truyền từ Flycam về nó sẽ bị rất là mờ. Thường thì chúng ta phải tìm một chỗ nào râm để tránh cái hiện tượng này. Tuy nhiên khi vào những cái chỗ râm ấy thì nó lại vướng những cái tán cây làm cho chất lượng sóng rất là kém. Nên Flycam nó sẽ bị mất sóng hoặc là sóng bị chập chờn, rất là khó chịu. Thế nên là mình tin là cái phụ kiện này sẽ giúp được cho anh em có những cái thước phim thật đẹp ngoài trời mà không lo bị lóa màn hình khi quay. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái phụ kiện này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái hộp bằng bìa các tông. Có lẽ là còn những cái chất liệu tốt hơn, nhưng đối với mình cái bìa các tông này nó rất là tiện cho mình, bởi vì là nó nhẹ. Cái quan trọng đấy là nó nhẹ, khi chúng ta quay lâu nó sẽ không bị mỏi tay. Cái hộp bìa các tông chúng ta lựa chọn nó phải có những cái góc cạnh mà nó phù hợp với lại cái điện thoại của chúng ta. Trong trường hợp các bạn có những cái hộp không có cái góc cạnh phù hợp thì các bạn có thể lấy một miếng bìa bình thường nhưng dễ gấp một chút nhé. Mình lấy cái hộp Milo này vì mình thấy nó khá là đẹp và mình đã ướm nó với cái điện thoại của mình, thấy khá là vừa vặn. Sau khi cắt cái miếng bìa mà mình cắt từ hộp Milo ra ấy, nó có kích thước chiều dài là 32cm và chiều rộng là 18cm. Mình đã ướm lên tay và mình cảm thấy nó rất là vừa vặn với cái điện thoại của mình. Chúng ta sẽ cần phải ướm và gấp sau cái bìa này nó thành một hình chữ U, ôm trọn lấy cái điện thoại của chúng ta để nằm trọn trong cái vùng bảo vệ ánh nắng mặt trời bên ngoài. Mình sẽ uốn nó lại như thế này, nó thành hình chữ U, nó bọc luôn lấy cái điện thoại. Nó đã vừa gọn trong cái góc này đúng không? Sau đó mình sẽ tiến hành gấp một đoạn khoảng 2 phân ở đây. Khoảng 2 phân từ cái phần cạnh này. Đó, mình tiếp tục gấp lên. Đúng ở đây. Mình sẽ nhớ lại cái cạnh này. Sau đó mình sẽ cần hai cái dây nỉ. Mình sẽ chạy sang hàng xóm để lấy dây nỉ. A few moments later. Và sau khi mượn được bạn hàng xóm của mình hai cái dây nịt, cái dây mà con gái buộc tóc ấy, nó rất là quan trọng. Đây sẽ là bước cuối cùng để chúng ta hoàn tất cái phụ kiện dành cho Flycam này. Chúng ta sẽ lấy thước kẻ và một cuộn băng dính khổ to nhé, khổ này khoảng 5 phân gì đấy, và dao dọc giấy hoặc là kéo để cắt băng dính. Mình sẽ đưa điện thoại lên như thế này để sao cho điện thoại, cái phần cạnh của điện thoại song song với đường thẳng này. Và mình sẽ đo ra 7 phân, kẻ sang 7 phân. Mình sẽ đánh dấu tiếp ở vị trí số 1, 1cm và vị trí số 6, 6cm. Có nghĩa là tùy vào cái điện thoại hay là máy tính bảng của bạn mà bạn căn chỉnh sao cho cái đoạn thẳng mà các bạn kẻ ra ấy, nó sẽ khớp với cái chiều rộng của cái điện thoại hay máy tính bảng, và cái điểm mà đánh dấu sẽ là điểm cách hai đầu của cái đoạn thẳng đó một phân. Mình làm tương tự với bên này, 7 phân. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái miếng bìa mà lúc nãy mình cắt ra, làm sao cho nó bằng cái khổ của điện thoại, nhỏ hơn một chút cũng được nhé. Đây, nó sẽ nằm ở đoạn này đây, tương ứng với cái đoạn giữa 5 phân này. Mình sẽ tiếp tục lấy cái dây nịt, mình căng ra như thế này, bỏ tạm ở đây đã. Mình tiếp tục lấy băng dính, mình sẽ kéo một đoạn bằng này. Sau đó sẽ luồn cái băng dính này qua cái dây nịt đã được căng sẵn này, cái dây buộc tóc đã được căng sẵn này, mình sẽ luồn qua đây. Rất đơn giản đúng không? Luồn qua đây như thế này để cho cái nịt này nó ở trung tâm. Bạn nhìn nhá, cái nịt này nó đã ở trung tâm của cái đoạn băng dính này. Chúng ta sẽ đưa miếng bìa này lên, chúng ta sẽ ướm đúng cái dây nịt thẳng vào cái cạnh này luôn.
thẳng vào hai cái vạch mà mình vừa vạch ra. Đây, chúng ta phải làm sao cho nó nằm trên cái cạnh này. Nó phải nằm trên cái cạnh này này. Nó nằm trong cái đoạn từ đây đến đây này. Và nó nằm trên cạnh này. Sau khi ướm vào đây, chúng ta sẽ tiến hành dính xuống. Chúng ta sẽ đưa băng dính xuống như thế này. Bên này nữa này. Bên này mình cần phải dính vào. Thế là mình đã xong một bên rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành rút cái bìa này ra. Đó, vậy là mình đã xong một bên rồi nhá. Mình sẽ làm nốt cái phần còn lại bên này. Đó, mình đã làm xong nốt cái phần bên này rồi. Các bạn lưu ý nhá, với những cái thiết bị nhỏ như cái điện thoại của mình Galaxy S7S 5.5 inch ấy, thì mình có thể dùng cái dây nịt để buộc tóc của con gái như thế này. Nhưng nếu với những cái máy tính bảng cỡ lớn, chúng ta sẽ cần những cái dây nịt to hơn và chúng ta sẽ dán băng dính hai đường hoặc ba đường là cục song song đúng như thế này. Nó cũng tương tự thôi. Và cái phần viền này sẽ dùng những cái hộp lớn hơn, dài hơn đến tận đây. Nó sẽ vừa với cái cạnh của máy tính bảng iPad. Và bây giờ mình sẽ tiến hành setup cái phụ kiện này vào cái điện thoại của mình. Chúng ta sẽ quay cái lỗ để kết nối hình ảnh với flycam sang bên cạnh này. Đó, đây mình sẽ cho setup cái này trước. Chúng ta trước khi bay chúng ta đều phải setup như thế này trước này. Sau đó chúng ta mới cho vào tay khiển được. Mình sẽ setup nốt bên này bằng cách đây, cho cái phần này vào. Đấy, nó sẽ thành như thế này. Thì mình bật lên. Các bạn nhìn nhé. Hình ảnh nó từ cái hút che nắng nó không bị ảnh hưởng từ bất cứ nguồn sáng nào. Những cái thành này nó đã chắn hết những ánh sáng mặt trời. Chúng ta xem những cái màn hình live view như này nó sẽ được chân thực nhất. Và khi lắp nó vào tay khiển thì nó sẽ như thế này. Đó, nó không ảnh hưởng gì đến cái phần bìa này, không hề chạm đến tay khiển nhé. Chúng ta vẫn có thể điều khiển bình thường, sử dụng các phím chức năng Sport Mode hoặc Return Home chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường. Và màn hình Live View đây, màn hình Live View khi bay chúng ta sẽ bay như thế này, thì ánh nắng mặt trời từ các hướng nó sẽ không đổ vào màn hình được, chúng ta sẽ yên tâm để mà lái. Nếu muốn sử dụng cái này về lâu về dài, chúng ta các bạn nên dán những cái băng dính vào xung quanh phần bìa này để cho nó không bị ẩm. Khi bay xong chúng ta muốn cất đi, chúng ta chỉ cần tháo ra thôi. Tháo tay khiển ra để ở đây. Đây, mình để ở đây vào. Cái phần hút này ấy, chúng ta gấp lại như thế này. Rất là gọn đúng không? Chúng ta gấp lại như thế này, cho vào túi, cầm đi. Chắc chắn sau khi xem một vài cái bước hướng dẫn của mình qua cái video này, các bạn cũng có thể tự làm cho mình một cái hút che nắng dành cho flycam. Video này là video bước tiếp của cái video lần trước mình làm về cái phụ kiện dây đeo cổ dành cho tay khiển. Và sau khi làm xong cái video đấy, mình sẽ rất là vui, bởi vì có nhiều bạn có thể tự làm được cho bản thân mình. Đó chính là nguồn cảm hứng để mình làm tiếp video này. Các bạn có thể xem cái hướng dẫn tự làm cái dây đeo cổ dành cho tay khiển flycam tại đây. Ngoài ra các bạn có thể xem các mẹo và thủ thuật của flycam tại đây. Và đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để chúng ta có thể gặp nhau trong cái video tiếp theo. Video của mình đến đây là hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo nhé. Chào các bạn.